Sáng ngày 30 tháng 11, hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 22 đã được tổ chức. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Các đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại diện các ban xây dựng Đảng của Trung ương, thủ trưởng các sở, ban ngành, tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, bí thư các đảng ủy trực thuộc, ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy. Trên cơ sở nghiên cứu dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022, dự thảo nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển đô thị văn minh hiện đại giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Gợi ý định hướng thảo luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà, dưới sự điều hành của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hồng Quảng, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Các ý kiến đều nhất trí đánh giá, năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đoàn kết, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chủ động, quyết liệt, đổi mới, có trọng tâm trọng điểm, cùng với sự nỗ lực của các cấp các ngành, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp nên đã đạt được những kết quả quan trọng. Tỉnh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 14 trên 17 chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu. Các đại biểu cũng thống nhất phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, đồng thời trao đổi, làm rõ kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại, điểm nghẽn và nguyên nhân, từ đó đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ để thực hiện tháo gỡ trong năm 2022. Các đại biểu cũng cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển đô thị văn minh hiện đại giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Các đại biểu cũng đồng tình cao với nội dung dự thảo nghị quyết. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà điểm lại những kết quả nổi bật đạt được trong năm 2021, ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế tồn tại, trong đó nhấn mạnh khâu yếu nhất vẫn là khâu tổ chức thực hiện, cần khắc phục trong thời gian tới. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong tháng 12 cần tập trung cao cho kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh, cho công tác điều hành phát triển kinh tế xã hội, công tác kiểm tra, đánh giá cuối năm. Năm 2022, dự báo kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, dịch COVID-19 sẽ còn diễn biến rất phức tạp. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành chủ động xây dựng kịch bản duy trì, phục hồi và có những khu vực phải mạnh dạn tính đến việc bứt phá cho tỉnh trong điều kiện phòng chống dịch. Tập trung thực hiện một số việc trọng tâm như công tác phòng chống dịch, tiếp tục tổ chức tiêm vaccine và ứng phó với các tình huống để tạo tiền đề quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội. Các huyện, thành phố rà soát các quy chế, quy định, tập trung sửa đổi, xây dựng và ban hành các quy chế, quy định cho phù hợp với các quy định của Trung ương trong phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tập trung cho các vấn đề mang tính chiến lược, những vấn đề căn cốt, thực hiện để tạo ra sự thay đổi, chuyển hóa lớn như quy hoạch, tổ chức sản xuất cho nhân dân. Về cơ cấu kinh tế, về thực hiện phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, trong đó có 16 công trình trọng điểm. Về cơ chế đấu giá đất đô thị, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, chuyển đổi số, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng năm 2022, khi tỉnh được tự cân đối ngân sách, vinh dự nhưng trách nhiệm cũng rất lớn, chúng ta thấy rất rõ nguồn lực tự thân tốt hơn, nhưng vấn đề là phải sử dụng hiệu quả. Do đó, đồng chí đề nghị sử dụng tiết kiệm, phải có hiệu quả các nguồn lực, tăng cường thanh tra, kiểm tra, bảo vệ môi trường, quản lý các khu, cụm công nghiệp. Trong năm 2022 sẽ tổ chức kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh. Do đó, ngoài các phong trào thi đua chung, sẽ có phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh. Đề nghị tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung xúc tiến đầu tư, các nguồn lực đầu tư của xã hội cho các công trình, dự án. Thống nhất các cơ quan, đơn vị và hệ thống chính trị, tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm, kỷ cương trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính một cách thực chất. Về nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển đô thị văn minh hiện đại giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị trong thực hiện đảm bảo đô thị hóa và xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhanh, hiệu quả, bền vững và gắn với các nghị quyết khác của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Lưu ý lấy con người làm trung tâm, phát triển văn hóa văn minh đô thị làm nền tảng, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân làm mục tiêu, ngân sách nhà nước giữ vai trò chủ đạo để thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển đô thị, tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích các thành phần khác, nhất là kinh tế tư nhân tham gia vào lĩnh vực này. Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Hồng Quảng đã tặng hoa chúc mừng các tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ khen thưởng.